Dạ vâng, xin chào mọi người. Clip này mình có đang bán thanh lý 3 cục đẩy của thương hiệu CA Sao. Dòng đẩy này sử dụng mạch công suất CD. Đây là những con đẩy phía bên cả nhà mình có đổi cát, thu hồi lại và đang bán thanh lý cho quý khách nào có nhu cầu sử dụng tiếp. Số lượng ở đây có 3 con, thì có 2 con là dòng đẩy 2 kênh và 1 con là dòng đẩy 4 kênh. Mình sẽ đi quay chi tiết, nói rõ tình trạng của từng con và báo giá để quý khách có thể lắm được. Và con đẩy đầu tiên, con này có model là CA2900, dòng đẩy 2 kênh, thương hiệu là CA Sao. Con đẩy này trước đây là hàng mới và bây giờ thì nó sẽ thành là hàng bãi của Việt Nam. Qua quá trình sử dụng con này thì chạy khoảng tầm hơn 25. Hình thức mặt trước thì còn tương đối là đẹp. Cái này thì chỉ vệ sinh lau đi là sạch nhé, còn nguyên bụi này. Mặt thì không có xết xước, chảy xước gì. Cái này thì không phải mất công vận chuyển vì là sử dụng ở trong nước mình. CA Sao. Con đẩy này thì trước đây là thương hiệu CA Sao này, có nhập khẩu nguyên chiếc này. Sản xuất thì tại Made in China Trung Quốc và thương hiệu CA Sao này nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Đây là phần nội thất bên trong, các linh kiện của dòng đẩy này. Nó sử dụng công nghệ mạch là mạch công suất là CD. Và biến áp nguồn sử dụng vẫn là biến áp xuyến này. Và biến áp này cũng khá là to, khoảng 20 cm. Con này thì đạt công suất là 900W một kênh. Và đây là các linh kiện bên trong đẩy. Với công nghệ mạch CD thì nó không có quá nhiều các linh kiện. Tuy nhiên thì hiệu suất làm việc của nó thì rất là cao. Nó khai thác được cái phần điện áp từ biến áp này đưa ra rất là tốt, nên nó đạt công suất rất là cao, chỉ cần không cần nhiều linh kiện. Nó sử dụng công suất chính bằng hai con 1 phép cho mỗi kênh. 1 phép ở đây thì nó có những cái mã công suất lớn, công suất nhỏ. 900W thì họ sẽ phải lắp con 1 phép là công suất lớn. Ở đây thì mỗi kênh chỉ cần 2 con thôi. Và các linh kiện nhỏ phía bên dưới. Tụ có 4 tụ cho 2 kênh. 2 cuộn cảm ở phía đằng cổng ao ra loa. À, khu vực khởi động trước khi cấp nguồn ở biến áp. CD sử dụng 2 quạt gió để tản nhiệt làm mát cho máy. Về tình trạng con này thì vẫn hoạt động bình thường. Đây là con đẩy vẫn chạy hoạt động bình thường. Tuy nhiên thì trước đây là đã gửi cho hãng bảo hành 1 lần rồi. Con này thì đã được gửi hãng bảo hành 1 lần. Thế còn họ làm gì thì cái này thì mình cũng không nắm được. Thế khách thì nâng cấp lên đẩy 4 kênh nên có đổi con đẩy 2 kênh này, thì bên cả nhà mình có thu hồi lại con này và đang bán thanh lý. Công suất thì con này thì đạt là 900W một kênh và công nghệ mạch là CD. Với con này thì quý khách có thể ghép được 2 cặp 30. Mình cũng xin báo có giá thanh lý để quý khách nắm được. Với cái giá thanh lý này thì bên cả nhà mình là không bảo hành nữa. Phải nói rõ tình trạng này như vậy để quý khách nắm được. Máy hoạt động bình thường và bao cho quý khách là hoạt động trong vòng 1 tuần, bao chạy trong 1 tuần. Và ngoài 1 tuần đó thì hết trách nhiệm bảo hành. Giá của con này mình bán thanh lý là 2.500.000 đồng, 2.500.000, giá bao ship luôn, 2.500.000 bao ship nhé. Đó. Nên con này thì là đổi cho khách nên là sẽ không tính lợi nhuận ở đây, chỉ tính gọi là thu hồi vốn thôi. Ở đằng sau này có các cổng ra loa này, dây nguồn này, 2 đường ra loa bằng jack Neutrik này hoặc jack xoáy cài này, có cổng tín hiệu đầu vào bằng jack carbon và đường link ra một đẩy khác. Một cái công tắc nhấn ở trong này là nhấn cái chế độ là độ nhạy tín hiệu đầu vào của đẩy, hoặc là cái chế độ Braille. Đó là con đầu tiên, giá là 2.000.000. Nên con tiếp theo. Và đây là ở cạnh máy thì vẫn còn nguyên tem nhé, nguyên tem của thương hiệu CA Sao này. Tem này thì bây giờ nó cũng hết tác dụng rồi. Chỉ có tác dụng là để check có phải là hàng chính hãng của CA Sao thôi. Còn nó hết tác dụng về bảo hành nhé. Con đẩy thứ hai cũng đến từ thương hiệu CA Sao. Và con này có model là CA2700D. Cũng sử dụng công nghệ mạch CD. Hình thức mặt trước thì tương tự như cái con bên kia. Còn đây là phần linh kiện bên trong. Con này thì sử dụng cũng là biến áp xuyến, và biến áp này thì nó nhỏ hơn biến áp con 2009 một chút. Con này công suất đạt 700W một kênh, khi ghép loa trở kháng là 8 ohm. Các linh kiện bên trong máy,
đẹp tương tự như con 2009. Còn RAT-D mỗi kênh có 21 Hz. Và các linh kiện nhỏ này. Về tình trạng con này thì cũng đã gửi bảo hành một lần. Và tình trạng hiện tại thì đang hoạt động bình thường. Giá bán là 2 triệu. Giá bán là 32 triệu và bao cho quý khách thử trong vòng 1 tuần. Nhưng ngoài 1 tuần ra thì không bảo hành. Con này thì với con này thì có thể ghép được một cặp 30 hoặc một cặp bát 40. Một cặp 30 hoặc một cặp 40 từ 190 côn 76 thì đánh là ok. Mặt sau thì cũng đẹp như con bên kia. Và đây thì có một con là con 4 kênh. Con này là con đẩy 4 kênh. Hình thức mặt trước thì cũng khá là mới. Mã là CA4700D. 4 ở đây là 4 kênh, 700 là công suất 700W một kênh. Chiết áp 4 kênh này. Về tình trạng con này như sau. Con này thì đang có 2 kênh là hoạt động bình thường. 2 kênh hoạt động bình thường, còn 2 kênh là đang bị lỗi báo đèn Protect. Báo đèn Protect, máy thì không có cháy nổ gì nhé. Đây mình sẽ đi quay máy này. Máy không có cháy nổ gì. Tuy nhiên thì với con này thì trước đây khách là không mua bên cả nhà mình, mua ở đơn vị khác. Và đơn vị khác thì họ đã không biết là gửi đi hãng bảo hành hay là gửi đi đâu ấy, thì là đã xử lý 2 kênh rồi. Xử lý 2 kênh thì trong quá trình khách sử dụng về này thì là ok. Xong đó thì nó lại bị lỗi, thì khách lại đổi bên cả nhà mình lấy con đẩy khác. Lấy con đẩy khác thì bây giờ là mình sẽ không gửi đi đâu sửa nữa, vì nó hết bảo hành rồi, nó hết bảo hành của hãng nên không gửi đi sửa nữa. Nên sẽ bán thanh lý con này. Bán thanh lý con này. 2 kênh hoạt động bình thường và 2 kênh đang báo Protect, có nghĩa là báo lỗi không hoạt động được. Đây, biến áp nguồn này. Biến áp nguồn thì con này nó to và nó dày cao. Công suất là 700W một kênh, phần khối nguồn. Khu vực này phần khối nguồn. Đây là hai vế công suất, tầng trên một vế và tầng dưới một vế. Phía bên dưới có một vỉ y như vỉ trên này. Có 3 quạt, một quạt trước, 2 quạt cạnh. Và con đẩy này thì mình cũng xin báo giá luôn là 2.500.000. Con này có giá là 2.500.000. Đấy. Chỉ bảo hành chỉ bao sống cho 2 kênh thôi, chứ còn 2 kênh nó đang bị lỗi. Cứ khách nào hoặc anh em thợ là mua về thì có thể là sửa, hoặc cứ khách có thể sử dụng là 2 kênh, hoặc có thể là đem đi đơn vị nào sửa 2 kênh để thành đẩy 4 kênh. Giá là 2.500.000 một con. Có một con 4 kênh thôi. Con này dây nguồn liền. Và mặt sau đây. Mặt sau thì có 4 cổng ra loa, 4 đường tín hiệu vào, các lớp gạt các chế độ, 4 cổng linh tín hiệu ra một đài khác. Giá là 2.500.000 con này. Con ở giữa này là con 2 triệu này. 2 triệu bao ship. Con bên này là 2.500.000. Toàn đang bán những con này giá rẻ để cho cứ khách nào có nhu cầu mua nhé. Vì ở đây là bên mình không tính lợi nhuận ở đây nữa rồi. Chỉ là tính cái giá thanh lý để thu hồi vốn thôi. Đổi khác cho khách thì lãi thì đã lãi ở những con kia rồi. Nhưng con này thì chỉ đang bán để thu hồi vốn. Đấy, cứ khách nào có nhu cầu mua thì xem kỹ video này. Và cần mua con nào thì hãy liên hệ cho bên mình có số điện thoại là 0826252688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại Phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem về những cái sản phẩm đẩy và các thiết bị âm thanh khác. Hình thức mặt trước thì nó còn trước đây nó là hàng mới nên là bây giờ nó cũng còn rất là mới, tương đối là mới và sạch đẹp. Cái này chỉ vệ sinh lau qua là sạch rồi. Mình đã báo giá về từng con và tình trạng cụ thể của từng con để quý khách có thể nắm được. Và thân mến chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại.